Dark Temple. Hello anh em, hôm nay lâu lắm rồi mình mới quay trở lại. Hôm nay mình sẽ làm video, làm trận danh. Hôm nay mình sẽ chơi cái thằng sách này và sẽ lên full đam, không theo mình không lên đồ phép, mình sẽ lên đồ đam. Các bạn lưu ý là những cái shop mà nó có cái vũ khí ở đầu này là những cái vũ khí này nó sẽ chỉ được mua một lần nhé, và nó sẽ chỉ tốn có 100 vàng thôi. Tức là bạn chỉ tốn 100 vàng bạn chạy ra cái shop mà có cái vũ khí bạn mua này, và chỉ mua một lần, ai là người mua nhanh nhất thì người đấy mới được. Cho nên bạn cố gắng là bạn kiếm 100 vàng nhanh nhất có thể, sau đó chạy vào đây mua. Lúc nãy mình thấy có 3 thằng nó nhảy xuống đây rồi. Dự là mình không còn vũ khí cho mình nữa rồi. Đấy, anh em lưu ý cái điều đấy nhá. Anh em nên lưu ý cái điều đấy. Mở lên mà thấy có cái shop nào mà thấy có vũ khí, anh em kiếm 100 vàng xong rồi chạy ra mua. Và cái đấy chỉ mua được một lần, người đầu tiên mua nhanh nhất mới được. Tại mình mới có 84 vàng. Đây rồi, 137 rồi. Bây giờ mình sẽ chạy ra mình mua. Nhanh không lại có thằng nó mua mất. Hít, có thằng nó bắt đầu nó mò ở đây rồi. Mình hốt ngay. Mày nó có mắt. Nó không nhìn thấy mình. Đậu xanh. Nó đang soi mình. Ăn màu đã. Chết mẹ, nó nhìn thấy mình rồi. Dự là trận này mình sẽ bị loại sớm thôi. Nó đuổi gắt quá. Thế ngay. Nó đuổi gắt quá anh em ơi. Té thôi anh em ơi. Nó vẫn dí mình. Ok, mình chưa có đồ gì cả. Tí bị là người mình bị loại đầu tiên. Chưa kiếm được món đồ nào. Bình máu dự phòng bây giờ. Dao ra suo kìa. Mà rất tiếc. Trận này mình sẽ chơi sách. Mình sẽ lên full tấn công. Mình sẽ tối ưu down làm sao cho 4 giây cái chiêu cuối là mình phải dồn chết được nó. Và nếu mà mình không dồn chết được nó thì mình sẽ hy sinh. À, con này có 2 mạng nhé, anh em lưu ý cái đấy. Cái nội tại của nó ấy, bị chết là sẽ được hồi sinh tại một điểm bất kỳ trên bản đồ. Hình như thời gian hồi là 90 giây rồi. Thế anh em có chết thì vẫn được làm lại, vẫn có cơ hội để sửa sai. Đập, trận này nghèo lắm nhỉ. Cầm quyển sách này chiêu cuối cân mọi kèo luôn nhá. Mà nó mà né chiêu cuối mình là mình sấp mặt đấy. Con này mình nghĩ là không nên lên theo hướng phép, bởi vì thứ nhất là cái chiêu một của nó bắn là rất chậm, nó bắn nó bị delay, cho nên kiểu như là bạn bắn xong rồi bạn đánh thường cái bạn bắn không thể làm được cái kiểu đấy, mà phải đứng một chỗ mà bắn liên tục thôi. Nó không như các cái như là cái quả bóng là cái trượng
nó bắn, nó vừa bắn nó vừa hit run được, cho nên lên cho cái phép cái sách này mình thấy khá suy ra. Thì đây chặt cả mình lên cho phép là không ổn. Thì cái con này mình sách này mặc dù là đam phép nhưng mà cái bộ kỹ năng của nó không tối ưu cho phép. Mình thấy là nên lên theo hướng đam ổn hơn, hướng đam và tận dụng tối đa cái chiêu cuối của nó ấy. Chứ còn hai cái chiêu đầu thì mình thấy con này khá sida, không ổn, không ổn tí nào. Và mình sẽ build cho cái hướng đấy cho anh em xem. Một vấn đề là bây giờ phải đi kiếm được đủ cái đồ mình cần. Và hiện tại mình chưa có đồ gì cả ngoài cái dây tốc đánh. Đủ cái gì đây? Thằng cái của mình nữa. Ok, xong ăn chưa cuối nha. Bắn khá thấm anh em. Đấy, chiêu 1 của nó thi triển rất là chậm, cho nên không thể lên theo hướng phép được. Nhớ có đồ gì nha, đánh đấm đi. Fuck. Đen đấy nhở. Xong con rồng. Mẹ chưa thì bo đã vào cái kia rồi thì làm ăn gì. Đi ra farm vậy, ra chỗ 4, xem nhà 4 có cái gì không. Có cái quần này. Cái chỗ 4 rất nhiều quái nhé, nên anh em có thể ra đấy farm. Ok. Có thằng nó soi mình rồi. Hít cái máu vào cho nó an toàn. Trận này có những vũ khí gì? Được. Có thằng kiếm Yasuo. Có thằng Yasuo kia thì còn có khó, chứ còn mấy thằng này, mấy cái kia bình thường. Có thằng gì cho mình. Rồi mình bây giờ ưu tiên farm nữa. Mất đống máu nha, phải thật. Con này cái chiêu cuối nó là tăng 80 100, tăng tốc độ đánh lên 80% nhé, trên các bạn chả cần phải lên cái đồ tốc đánh làm gì cả, mà nên lên đồ full đam để dồn đam được cái chiêu cuối. Mình đã có bài nói chi tiết cụ thể về cái cách lên đồ này rồi ở page của mình ấy. Thì các bạn có thể vào đấy xem. Bây giờ mình sẽ lên cách trực quan luôn cho các bạn xem. Đấy, skin rất sida. Rất là chậm. Bây giờ ta mình có tiền mua đồ nữa. Tốc đánh mình 123, chưa cuối lên là sẽ lên 200%, quá thừa rồi, nên không cần đồ tốc đánh làm gì cả. Đồ ui hòm kìa, ngon vãi, đang thiếu đồ. Còn vấn đề là không có mắt, không có máu. Không có soi mình rồi. Có thằng nào mở chưa? Mà còn 14 thằng mà sao mình chưa kiếm được cái đồ nào như này thì làm sao mà đánh được. Xem cái dương 4 hòm 4 có đồ chứ.
Nhớ có đồ đam trở thành nhỏ thế nhở. Có đang kiếm anh em ơi. Mình chưa có đồ, mình chưa phang nó. Không có đồ gì trong này cả. Vấn đề là lên nhà ba không có gì không? Hai nhà ba có cái giáp, một cái mũ thôi. Mình lại chạy lên nhà ba mình mua đồ vậy. Đây mình nhặt máu đã. Có thằng lì này đuổi mình. Ấy là chết rồi, nó quay mẹ đi. Phí cả cái chiêu cuối. Nó dí mình. Mình đành phải chạy. Vì hiện tại mình chưa có đồ. Mình lên đây mình mua cái áo. Mẹ áo Sida thế. Còn xài tạ. Có còn không? Mua cái mũ. Mũ cái quần. Cái quần giảm 30% phòng thủ của địch. Trong 4 giây bạn phang chiêu cuối vào mồm nó, không bạn đứng bạn bắn, nó tỷ lệ nó hy sinh là cao hơn. Rồi mình sẽ mua cái mũ đã. Trận này đen quá, chưa có đồ gì cả. Bây giờ phải farm. Ơ đủ cái gì đây? Thằng này thằng chùy không sợ. Mắm đéo ấy. Mẹ farm của mình. Các bạn này khúc. Bãi này là của tao. Farm tranh của anh. Nhà 5 có gì không? Bây giờ mình farm mua cái quần nữa. Năm con mắt này đủ rồi. Vì trận này cũng chả có con nào có trưởng tàng hình. Ăn máu đã. Mày bướng. Ôi đủ. Mẹ nó có đủ đồ rồi. Bãi đái. Chạy em ơi. Chạy chạy chạy. Mẹ nó dí mình thôi. Bạn dí gắt quá. Mình vẫn thiếu cái quần. Rồi hiện tại mình đang ở ngoài vòng bo. Alo, có đồ kìa. Qua quất thôi. Ơi đi, bày thế, một đòi bày. Phải đai. Có thằng nó đuổi mình. Mình không có đồ nên thôi, mình thành nhường nó. Không chơi được. Nhịn nhục thôi. Trận này đen quá. Hết cả máu rồi. Đam hiện tại là 159. Lên tầm 200 mới dồn đam nó. Đây rồi. Có quần rồi. Thiếu cái áo thôi. Bo rồi. Thôi không cần. Không cần máu. Chấp nó. Bo rồi anh em ơi. Tôi có mỗi hai bình heo thôi. Heo. Heo. Đéo mới gì. Đấy rồi nhiều máu vãi. Này đây đây. Đang dùng cái mũ gì đấy. Ok. Đây đây gì. Không súng. Rồi kệ mẹ rồi. Tôi có 11 bình máu rồi. Đủ trụ rồi. Úi dây tiên tiên tiên. Mô tạo cái áo đỏ vậy. Có áo hơn là không có. Áo Sida còn hơn là không có áo. Nó đang bem nhau này. Mình chưa có đồ ấy, mình cần phải tránh. The safe area has been refreshed.
Như cho anh còn mấy con quái nữa mình farm. Mới đủ farm lên 3k8 không? Ôi, quái đâu rồi? Sự là mấy thằng lìn nó đang ngồi núp núp ở đây này, cắm con mắt đây rồi. Có cái hòm này, có cái hòm. Ơ đeo có gì, cái gì đấy? Không có áo à? Fuck, thôi dùng tạm áo này vậy. Có rồi hơn không anh em ạ? Áo tốc đánh ở à đây 20 đam. Cái áo tận 49 đam, 40% tốc đánh mình không cần. À nhưng mà như nội tại của nó là đòn đánh thường. Đây rồi, chơi thằng này được. Đòn đánh thường sẽ có thêm sát thương phép. Ok, bây giờ mình cân mọi kèo luôn. 4 giây phang chết được chúng nó. Làm gì? Sống đi. Sống đi. Ôi giời ơi. Đừng anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Ôi mẹ lại gặp thằng này nữa. Đừng 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 đừng. Ôi mày thế vẫn còn mạng nữa. Toàn máu đó. Ấy giời ơi, giật cả mình. Ơ sao đam thấp thế nhỉ? 159 à? Bướng. Làm gì, làm gì, làm gì, làm gì, làm gì? Ê, anh em thấy bắn gắt, gắt đâu? Mẹ bắn nó phải như thế. Đậu xanh định làm cho gì mình? Mẹ bướng à? Xem cái áo này tăng gì? Làm Nick Man 3 giây 80% đam phép. Cái này 5% máu hiện tại. Quất này đây. Mày sao phải xoắn. Bao nhiêu tốc đánh rồi? 120. Vào đây. Các bạn vào đây. Mình cân hết. Vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây. Con thằng nào? Em nó đang dùng cái gì? Một thằng súng, một thằng kiếm. Quất được anh em ạ. Đủ đồ rồi đấy. Cái áo này là cái nội tại là nó sẽ gây thêm đam dựa trên tổng lượng đam phép với cả đam vật lý. Cái này nếu mà dùng cái quần, quần này cũng được. Quần này bỏ qua 30% phòng thủ. Quá được. Ừ, giờ ngồi đây chờ hàng. Cắm một con mắt ra đây nữa. Ở đâu nó tàng hình. Dự có thằng nó ngồi đây này. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì? Cái gì? Nó có cái bình giả này. Tí thì nát người. Gắt đấy. Thanh niên mày chuẩn bị đồ khá gắt đấy. Từ từ đã. Mình đầy máu, mình có chục cuối, mình vào mình phang nó luôn. Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Làm gì? Thằng máu đây. Nó lướt rồi. Con này rất nhiều mắt của mình. Không phải xoắn. Thằng này ra đây bị thằng súng nó bắn nó sấp hẳn nồi bây giờ đây. Bây giờ mình bay thằng ơi mình vét thôi. Làm gì, làm gì, làm gì? Mày vẫn bắn tạo, mày bướng à? Đi. À đúng rồi, cái chiêu cuối của nó là được miễn dịch trong 2 giây. Đậu xanh. Mình dùng đúng lúc có dùng chiêu cuối. Bảo sao nó
vẫn bắn được mình. Đấy, ví nát người. Ok. Đấy. Set đồ mình lên đây. Cái giày à đâu? Set này mình thấy khá tối ưu đấy. Thì mình ra mình giải thích từng món luôn. Mà xem có cái món nào tối ưu hơn không. Đây. Nãy là giáp mà mình giải giáp này. Đây. Sẽ gây thêm sát thương tổng lượng đam phép và đam vật lý. Cái này mình nghĩ là nó là ổn nhất rồi. Cái này phải dùng đam phép thì bạn mới gây thêm đam được. Mà cái này mình đánh chủ yếu bằng đam tay mà. Hai cái mũ này ổn này. Mũ này là tối ưu nhất rồi. Hoặc là các bạn có thể build được kiểu crit được. Nhưng mà crit thì thường thường toàn đi tốc đánh. Mà cái con này thì cái sách này thì không cần tốc đánh. Cái trưởng cuối của nó đã tăng 100 lên 180 tốc rồi. Cho nên là không cần. Các bạn làm sao tối ưu đam to nhất là được. Ok. Nếu anh em thấy video hữu ích thì nhớ like nhé. Và subscribe để cập nhật những cái video mình sẽ có thêm nhiều video nữa hướng dẫn chi tiết về cách lên đồ dành cho các loại vũ khí luôn. Ok, chào anh em nhé.